Vấn đề sanh tử. Theo Trang Tử, sanh tử là một. Trong trời đất, chỉ có cái sống thôi. Cái sống đó không có sanh, nên cũng không có tử. Sanh và tử chỉ là những hình thức biến hóa thôi. Cái sống chính là cái mà Lão Tử gọi. Tử nhi bất dông giả thọ. Chết mà không mất là thọ. Hình thức mất đi, thì cái sống đó đi về chỗ khác. Cũng như trong một thân cây, lá này rụng, thì cái sống đó trở vào thân cây mà sanh ra lá khác, bông khác hoặc trái khác. Cái mà ta gọi sống chết đây chỉ là sự thành quỷ của một trạng thái trong cuộc đại quá của trời đất mà thôi. Sự sống chết chẳng qua như bó củi, cột lại hay tháo ra. Sống chết chẳng qua là một qua một lại, tiếp nối nhau mãi thôi. Còn cái chân thể của ta vẫn như vậy mãi, không thay đổi. Chính đây là chỗ mà Quách Tượng nói, cùng với tạo hóa qua làm một rồi, thì đi đến đâu mà không phải là ta? Cái sống của ta đối với hình thể ta, cũng như lửa đối với củi. Cái sống đó từ hình thể này truyền qua hình thể kia, cũng như lửa truyền từ bó củi này qua bó củi kia vậy. Không khác nào quá truyền mãi mà không tắt, cái sống vẫn truyền mãi mà không bao giờ tuyệt. Chết chẳng qua là tự hình thức của một vật tồn tại này mà chuyển sang hình thức của một vật tồn tại khác. Từ cảnh này đổi qua cảnh khác mà lo sợ có khác nào cái cảnh của nàng Lễ Cơ, con một vị quan trấn thủ Phong Cương xứ Ngại. Gả cho vua nước Tấn, lúc xuất giá, rơi lụy dầm bâu. Khi tới hoàng cung, cùng vua đồng sàng, nếm mùi xô quạng, rồi lại hối hận giọt lệ ngày xưa. Theo Tề Vật Luận, lúc xuất giá thì lo sợ đau khổ, đến rơi lụy dầm bâu, không nỡ lìa bỏ cái cảnh hiện tại của mình. Cảnh đó khác nào cái cảnh của kẻ sắp lìa đời mà đau khổ. Chẳng qua mình lo sợ cái mình chưa biết ra thế nào, chứ biết đâu rồi đây ta không như nàng Lễ Cơ. Khi đến hoàng cung, bấy giờ lại hối hận giọt lệ ngày xưa mà không chịu trở về quê cũ. Như ta cho hình thức thấy đây, sở hữu của hiện tại là đáng vui mừng, thì sau khi chết chỗ ta đặng hình thức mới khác, sao lại biết không có chỗ cũng đáng vui mừng như bây giờ? Lùi lại một bước mà nói, lúc ta chưa biến làm người như bây giờ, có lẽ lúc sắp lìa cảnh đó mà qua cảnh đây, ta cũng đã rơi lụy dầm bâu, dùng dằn quyến luyến và cho sự biến đổi đó là một tai họa. Đến nay làm người rồi, nếu nghĩ lại cái giọt lệ trước kia, có lẽ ta cũng lấy làm hối hận, biết rằng trước kia ta lầm. Vậy mà đến nay, lại cũng trở như cũ, diễn lại cái cảnh lầm lạc như trước. Sắp đổi cảnh thay hình, vẫn cũng dùng dằn khóc lóc, mê muội đến vậy, kể cũng là cùng tột rồi. Thiên Đại Tông Sư nói, gặp hình người mà vui riêng với đó, mà hình người là gì? Hồi vị thủy trong vô cực, heo vạn quá mà có nó ra. Vậy vui với cái đó, nhận riêng nó mà không nhận cái khác. Có phải lẽ không? Quách Tượng giải thích như vậy. Trong muôn vàn hình thức của vạn vật, hình thức của người là một. Gặp được hình thức đó, chưa đủ riêng vui với nó mà thôi. Trong vô cực, chỗ gặp mới của vạn vật đều như con người. Há chỉ riêng có con người là biết vui với cái hình mới đó mà thôi. Còn bao nhiêu vật khác đều không biết vui như con người sao? Gốc ta không phải là người mà biến quá làm người. Quá làm người, đó là ta mất cái chỗ kia. Nhưng tuy mất cái chỗ cũ mà lại vui, là vui cái chỗ gặp mới này đây. Mà cuộc biến quá thì vô cùng. Vậy chỗ gặp mới thì chỗ nào cũng là chỗ gặp mới, và chỗ gặp mới đó sẽ vô cùng. Một chỗ gặp mới như đây mà cần biết vui, há chỉ có một chỗ này mà thôi sao? Hình thức con người là một trong muôn vàn hình thức của vạn vật. Vậy thì gặp hình thức nào cũng đáng vui mừng cả. Há chỉ có hình thức con người là đáng vui mừng mà thôi sao? Sở dĩ ta vui là vì chỗ được hình thức mới. Mà vạn vật, vật nào cũng dưới quyền thiên biến vạn hóa như ta cả, thì vạn vật, vật nào cũng vui với chỗ được hình thành mới của nó. Cũng như ta vậy. Há chỉ có một ta là biết vui với chỗ được hình thành mới của ta mà thôi sao? Trước kia, có lẽ ta không phải là người, mà nay lại biến quá làm người. Quá làm người, đó là ta mất chỗ cũ kia.
Nhưng tuy mất cái chỗ cũ mà lại vui là vui vì cái chỗ được hình thức mới này đây, mà cuộc biến hóa thì vô cùng, cho nên cái chỗ được hình thức mới như vậy cũng là vô tận, mà cái vui cố nhiên cũng là vô tận. Há chỉ riêng có một chỗ hình thức mới hiện thời đây là đáng vui mà thôi sao? Chúng ta đi trên con đường biến hóa của trời đất, không khác nào một du khách. Cảnh nào cũng mới, chỗ nào cũng đẹp, nhưng không cảnh nào buộc trói mình được. Trang Tử lại nói, giá như tay trái ta biến làm con gà, thì ta nhân đó mà gái canh. Giá như tay mặt ta quá làm cây cung, ta nhân đó mà bắn chim. Giá như quá cái xương mông ta làm bánh xe, quá tinh thần ta làm con ngựa, thì ta nhân đó mà dùng, há lại còn đi thắng xe nào khác. Giả đắc là thời, thất là thuận. An theo thời, xử theo thuận, thì buồn vui không đặng vào cõi lòng. Chú thích. Ở đây ta thấy rõ rệt tư tưởng của Trang Tử, không tin đến thuyết tiến hóa. Chỗ mà người tin là tiến hóa, ông chỉ xem là một cuộc biến hóa thôi. Hết chú thích. Vậy thì, ở vào cảnh nào, vui theo cảnh đó. Bậc chân nhân xưa, không ham sống, không ghét chết, ra không vui, vào không sợ, thản nhiên mà đến, thản nhiên mà đi. Theo Đại Tông Sư, sống chết như nhau, an theo thời, xử theo thuận, thì buồn vui không vào đặng cõi lòng. Chú thích. Ra, vào và đến, đi đều là để chỉ sự sống chết. Hết chú thích. C. Ta và vật. Xưa, Trang Châu chim bao thấy mình là bướm, vui phận làm bướm, tự nhiên thích chí, không còn biết châu. Chợt tỉnh giấc, thấy mình là châu, không biết châu lúc chim bao là bướm hay bướm, lúc chim bao là châu. Châu cùng bướm, ắt có phận định. Theo Tề Vật Luận, đời thường nói, chỉ có làm người là đáng vui thích thôi, nghĩa là người quý hơn vật. Đó là tình thường của người ta. Nói vậy thật là chưa thông đạt. Người và vật, sao lại có chỗ quý tiện? Giả sử tạo quá sanh ta làm chim, thì ắt trong thiên hạ không còn gì quý bằng chim. Mà nếu sanh ta làm cá, thì ắt trong thiên hạ không còn có gì quý bằng cá. Trang Châu chim bao thấy mình là bướm, trong khi làm bướm quên lửng mình là người và vui thích với phận làm bướm. Nên đứng theo Trang Châu mà luận, thì nếu hỏi đổi cái kiếp người của Trang Châu làm phận con bướm, ắt Trang Châu không muốn. Nhưng đứng theo con bướm mà luận, thì đổi cái kiếp con bướm làm phận con người của Trang Châu, ắt con bướm cũng không muốn. Làm con người chưa ắt là vui hơn làm con vật. Vậy thì vật và ta là bình đẳng. Cho nên, dầu sau đây, thân này có biến quá ra sao, cũng không đến phải bận lòng. Chú thích. Thuyết luân hồi của Phật giáo Tiểu Thừa, nếu đứng về phương diện giải thoát, thì phải nhận thuyết bình đẳng của Trang Tử ngay. Con người sở dĩ nô lệ, chỉ vì có một cái sợ mà thôi. Sợ đủ thứ, và nhất là sợ cái cảnh sau khi chết. Luân hồi căn cứ nơi thuyết tiến hóa, cho rằng làm con người là quý hơn con vật. Cái lo đó của bản ngã được thuyết luân hồi an ủi, nhưng an ủi cho lòng người có được hy vọng để sống qua ngày, chứ chưa phải là giải quyết được cái sợ đó. Người ta ai ai cũng mong đi lên mãi trên nấc thang tiến hóa, hết loài thú, đến loài người, rồi đến loài tiên Phật. Lòng ham muốn của con người ngoài cái phận mình không biết đến đâu là cùng. Gãi chỗ ngứa đâu phải là trừ tuyệt được nguyên nhân cái ngứa đó. Thuyết bình đẳng của Trang Tử căn cứ trên thuyết giảng hóa của ông, cho rằng người ta chỉ cần gìn giữ thiên chân mình được trọn vẹn thời thôi, ngoài ra có biến ra hình gì cũng mặc. Vậy thì cái sợ do bản ngã tạo ra không tồn tại được nữa. Giải thoát tinh thần con người khỏi cái sợ thiên niên đã giam hãm con người trong bóng tối, quả thuyết luân hồi của Phật giáo Tiểu Thừa là bất lực rồi vậy. Hết chú thích. Tóm lại, nếu không đặng, nhất thiết bình đẳng, thì có chỗ ưa ghét lấy bỏ. Có chỗ ưa ghét lấy bỏ, thì còn gì tự do mà nói đến tuyệt đối tự do. Người mà còn bận mắt trong vấn đề lớn nhỏ hơn kém thị phi dinh nhục là chưa có thể cùng bàn với tự do với họ được. 3.
dưỡng sinh chủ. Theo Trang Tử thì sống chết là một, vậy sao còn quý cái sống mà dưỡng nó? Nào phải như vậy, sống chết là một, nhưng ở phải vào cảnh nào thì vui với cảnh đó. Vậy thì sống đây, hãy biết vui thích theo cảnh sống đó. Nếu không thuận theo tự nhiên của nó mà dưỡng nó, đó là ta cầu cái chết hay sao? Vậy đâu cần phải là cái đạo của tề vật nữa. Giả lại muốn sống vui mà lại để cho thân thể mình ốm đau, thì sống như vậy cũng không sao vui được. Epicurus nói, một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, chân hạnh phúc của con người chỉ có bấy nhiêu thôi. Sống đặng theo tiêu diêu và tề vật là sống với một tinh thần không loạn, mà sống được theo dưỡng sinh là sống với một thân thể không đau. Tuy nhiên, nếu nói cho đúng lẽ thì chỉ có những kẻ có một tinh thần không loạn là mới có được một thân thể không đau mà thôi. Hay nói cách khác, những kẻ có một thân thể không đau là vì họ khéo giữ tinh thần không loạn. Hoàng đế Nội Kinh bàn về thuật dưỡng sinh cũng nói một thể. Điềm đạm hư vô, chân khí tùng chi, tinh thần nội thủ, bệnh an tùng lai. Giữ tấm lòng được điềm đạm hư vô thì chân khí theo đó, tinh thần giữ vững được bên trong thì bệnh hoạn do đâu mà đến được. Cho nên, người mà còn đau yếu là cái đức của mình chưa vững. Trang Tử nói, cái sống của ta đã thọ nơi trời đất, hãy biết giữ gìn nó cho tới cùng tột, đừng làm cho nó hư hoại trước cái giờ hạn định của đó. Theo Đại Tông Sư, vì danh lợi mà chết hay vì hình lục tru diệt mà chết đều cũng như nhau, cả hai đều làm cho hư hoại thân mình trước cái thời giờ hạn định của nó, đó đều là sái với tự nhiên vậy. Chú thích: Thiên Biện Mẫu giải đoạn này có câu: Bá Di vì danh mà chết nơi núi Thú Dương, còn Đạo Chích thì vì lợi mà chết nơi Gò Đông Lăng. Hai người đó tuy cái họ chết theo không giống nhau, nhưng đều làm tàn cái sống, thương cái tánh mình cả. Chắc vì Bá Di là phải mà Đạo Chích là trái, người trong thiên hạ đều chết theo như thế cả. Nếu mà cái mình chết theo đó là nhân nghĩa thì tục gọi là quân tử, nếu cái mình chết theo đó là của cải thì tục gọi là tiểu nhân. Cái mình chết theo chỉ có một, vậy mà cũng có quân tử có tiểu nhân. Đến như cái việc tàn cái sống, tổn cái tánh thì Đạo Chích cũng như Bá Di có khác nào, trong đó lại kể chi quân tử như tiểu nhân. Hết chú thích. Sở dĩ sinh lực ta hao kém là vì tư lự mà ra. Trong các mối tư lự, không có mối nào nguy hại hơn là mối so đo hơn kém về cái phận ngoài của mình. Nó không biết đâu là bờ bến. Thiên dưỡng sinh chủ vô đầu có câu: Sinh lực của ta thì có hạn, mà nỗi lo nghĩ tư lự của ta thì không bờ không bến. Nếu đem cái có hạn như sinh lực ta mà phụng sự cái vô hạn như lòng ham muốn của ta là nguy vậy. Trang Tử dùng câu chuyện anh đồ tể ra thịt để bàn về cái thuật dưỡng sinh đó. Bàn đinh mổ bò cho Văn Huệ Quân. Lúc ra thịt, điệu bộ của tai động, của vai đưa, của chân đạp, của gối chạm, tiếng da xương lìa nhau, tiếng dao cạo cắt đều trúng cung điệu, hiệp với điệu múa của nhạc Tang Lâm, với bài nhạc Kinh Thủ. Văn Huệ Quân nói, hay lắm, khéo đến thế là cùng. Bào Đinh buông dao nói, sở hiếu của thần là đạo, bàn sơ lúc ra thịt một con bò. Chỗ thần chỉ thấy mà thôi là con bò. Sao 3 năm thần không còn thấy toàn con bò nữa? Bây giờ thì thần dùng cái thần để xem, không dùng mắt để ngó nữa. Thần bỏ lòng phóng túng mà thuận theo lý, rồi co duỗi cánh tay mà đặng diệt. Thần nương theo thiên lý, chỗ nào có xương cứng làm ranh hạng, thần đưa dao vô giữa chỗ ranh hạng mà phân nó ra. Thần cắt xẻ chỗ không có xương, nhờ vậy mà lưỡi dao của thần không gặp một mải ngăn trở nào, nên không mòn không mẻ. Một người bếp tầm thường trong mỗi tháng thay dao một lần vì họ chặt, con dao của thần dùng đã 19 năm rồi mà còn như mới. Văn Huệ Quân nói, hay biết chừng nào, ta nghe lời nói của Bào Đinh mà biết được đạo dưỡng sinh. Theo dưỡng sinh chủ, lòng ham muốn của ta như gân xương, còn sinh lực của ta như lưỡi dao. Hễ ham muốn thì có lo sợ,
lo đặng sợ mất. Đắc thất, doanh hư, thị phi, dinh nhục đều làm náo động tinh thần, thường tổn sinh khí. Tranh đấu với những điều không thể tranh được như ý kiến phải quấy cùng những lẽ doanh hư đắc thất trong đời. Tức như Epicurus nói, tranh với những điều không thuộc mình nữa thì tranh ắt phải thất. Đó là đem lưỡi dao bén mà chạm vào xương cứng, chỗ mà không thể cắt bằng dao. Kết quả dao mòn lưỡi mẻ chỉ là những cớ để thương sinh vô ích. Lão Tử nói, vì ta không tranh nên thiên hạ không ai tranh nổi với ta. Tranh với nhau là vì cùng cho mỗi vật có một giá trị như nhau. Trái lại, nếu không thấy cái gì là quý, cái gì là tiện, cái gì là phải, cái gì là quấy, cái gì là tốt, cái gì là xấu, thì với người đó còn đi tranh với họ được cái gì nữa mà tranh. Thử xem loài chó tranh nhau vì một miếng xương dụng, có bao giờ con người lại đi tranh với chúng miếng xương dụng đó đâu. Sự đánh giá về sự vật mà khác nhau thì không thể có sự tranh giành nhau được nữa. Trong những nguyên nhân làm cho người thương sinh như đã nói trên, còn một nguyên nhân nữa làm cho loài người là con vật đau khổ nhất trên đời là lòng ham sống sợ chết. Bergson cũng nói, chỉ có con người là biết sợ chết mà thôi, cho nên chỉ có con người là con vật đau khổ nhất trên đời. Lòng ham sống sợ chết mà không còn, thời tinh thần ta mới không náo loạn. Mà tinh thần ta không náo loạn thì bệnh hoạn do đâu mà đến được. Lão Đam chết, Tần Thất đến điếu, khóc 3 tiếng rồi ra về. Đệ tử hỏi, ông không phải là bạn của phu tử sao? Phải. Vậy thì điếu như vậy phải không? Phải. Trước kia ta coi Lão Đam là bạn của ta, nay xem đó là không phải nữa. Lúc ta vào điếu, thấy già khóc đó như cha khóc con, trẻ khóc đó như con khóc mẹ. Đó là trốn thiên tánh, gia thêm tình và quên chỗ mình thọ lãnh của tạo hóa. Cổ nhân gọi đó là hình khổ của sự trốn thiên tánh. Phu tử vui đến là thời, vui đi là thuận. An thời và xử thuận, buồn vui không vào đặng cõi lòng. Cổ nhân gọi đó là quyền giải. Theo dưỡng sinh chủ, thân thể con người không khác nào quán trọ. Ở hay đi, không nên vì đó mà quyến luyến. Con người chỉ như một lữ khách đi trên con đường vô tận của tạo hóa. Gặp quán trọ không phải là để mà mọc gốc mọc rễ nơi đó. Cho nên, thản nhiên mà ở, thản nhiên mà đi, không nên bận lòng vô ích. Dưỡng sinh có hai mặt, dưỡng cái sống, có chết. Thân thể ta và dưỡng cái sống, không chết, tinh thần ta. Trên đây là bàn về cái đạo tu dưỡng, cái sống, có chết. Thiền dưỡng sinh bàn về cái không sống không chết, kết luận bằng cây tỉ dụ củi và lửa như vậy. Khi lửa cháy lụng bó củi này, nó truyền sang bó củi khác và không bao giờ tắt. Giả lại dùng lửa nhen củi, củi hết mà cho lửa cũng hết theo, đó là chỗ thấy của thường nhân. Thật ra cái sống không bao giờ hết, cũng như lửa không bao giờ cùng, gìn giữ cái sống không chết đó. Đừng để nó vì tư dục mà đèo bồng ham muốn những cái ngoài phận mình. Đó là không làm cho nó lu mờ mai một. Nói tắt một lời, ta hãy giữ gìn cái thiên tánh của mình. Đừng để nó mai một lu mờ vì danh lợi thị phi bên ngoài. Nghĩa là, sống theo kẻ khác mà bỏ mất cái sống của mình, làm cho nó không có cơ phát triển được. Đó là làm thương sinh cái sống không chết của mình. Đạo dưỡng sinh phải vừa lo trong vừa lo ngoài, không nên thái quá hay bất cập. Thiên Đạt Sinh giải về cái lẽ này rất rõ. Điền Khai Chi ít kiến Châu Quy Công. Quy Công nói, ta có nghe thầy của Khanh là Chúc Thận có cái đạo sống, Khanh cùng Chúc Thận ở chung nhau, Khanh có nghe nói về đạo đó không? Điền Khai Chi nói, tôi là đứa quét nhà làm sao nghe đặng. Quy Công nói, Điền Tử chớ khiêm nhượng, quả nhân muốn nghe điều đó. Điền Khai Chi nói, nghe thầy tôi nói người khéo dưỡng sinh như người chăn chiên, thấy con nào lẻ bầy thì quất nó, cho nó trở về với bầy. Quy Công nói, nghĩa là sao? Điền Khai Chi nói, tại nước Lỗ có tên Đơn Báo ở trong non, uống nước suối không cùng người cộng lợi, đã 70 tuổi mà nhan sắc còn như đứa con nít,
ruồi bị cọp đói bắt ăn, cũng có tên Trương Nghị, không cửa cao nhà rộng nào mà y không chạy đến để cầu cạnh sự ấm thân phì gia. Được 40 tuổi thì bị bệnh nội nhiệt mà chết. Báo thì dưỡng phần trong mà bị cọp ăn phần ngoài. Nghị thì dưỡng phần ngoài mà bị bệnh giết phần trong. Hai người đó đều không biết quất con chiên lẻ bày. Trong, ngoài là hai điều không thể lìa nhau. Lìa nhau là sái với tự nhiên, không khác nào con chiên lạc bày. Đánh cho nó trở về là hợp lại hai lẻ trong và ngoài, thì đạo dưỡng sinh mới là hoàn toàn vậy. Theo Trang Tử, vật chất và tinh thần đã chẳng những không khác nhau, mà có thể nói là một. Còn như cái chỗ hại về lẽ sống của sự sắc dục uống ăn, người dưỡng sinh cũng nên thận trọng để ý. Gặp nơi tử địa, anh em cha con còn biết sợ sệt răng bảo nhau đừng bước vào. Còn như trên chăn chiếu giữa cuộc uống ăn cũng là nơi tử địa mà sao không mấy kẻ biết sợ sệt, không biết răng nhau mà lại còn mạo hiểm bước vào, thời là quá rồi. Theo Đạt Sinh, nhất là đừng để kẻ khác lợi dụng cái lòng háo danh của mình để lấy mình làm tay sai sử cho tư dục của họ. Trang Tử nói, một vị quan lãnh việc tế tự nói với heo, sao bay ghét chết, ta nuôi bay trọn 3 tháng, vì sao mà ta giữ 3 ngày trai, 10 ngày giới, lúc tế ta để bay trên chiếu trắng, trên mâm chạm, bây giờ còn phàn nàn nổi gì nữa. Nếu vị quan đó thật tình nuôi heo, thì sao không để cho nó tự do ăn tắm cám chi chi cũng đặng. Vị ấy vui thích vì sống có áo mão, chết có quan quách và cho vậy là vinh, rồi tưởng cho heo nó cũng vậy. Heo Đạt Sinh, giống heo mà còn biết trọng sinh mạng nó đến sầu bi, vì lẽ bị người áp bách không cho sống tự do theo cái sống tự nhiên của nó. Nói chi đến con người, phần đông vì cái hư danh theo thân mạng mình, tự giam vào chỗ chết của bản tánh, để người lợi dụng một cách đáng thương hại hết sức. Vậy mà còn lên mặt hiu hiu tự đắc cùng đồng loại, há không biết xấu hổ với loài heo tế trên đây sao? Chú thích: Hiền Biện Mẫu bàn giải về lẽ này rất là dở dạc. Từ Tam Đại trở về sau, thiên hạ không có ai là không vì vật ngoài mà biến đổi tánh mình. Kẻ tiểu nhân thì đem mình chết theo lợi, kẻ sĩ thì đem mình chết theo danh, quan đại phu thì đem mình chết theo nhà, thánh nhân thì đem mình chết theo thiên hạ. Cho nên, mấy người đó sự nghiệp tuy không giống nhau, danh hiệu tuy khác nhau, nhưng về chỗ hại tánh mình vẫn như nhau. Tan cùng cốc, cùng chăn dê mà đều bị mất dê. Tan làm gì mà mất dê? Vì đọc sách mà mất dê. Cốc làm gì mà mất dê? Vì rong chơi mà mất dê. Hai người này tuy công việc không giống nhau, nhưng đều bị mất dê, kết quả vẫn như nhau. Giả lại, đem tánh mình mà làm tôi mọi cho nhân nghĩa, thì giàu giỏi cho tăng sử, cũng chẳng phải hạng ta cho là hay. Đem tánh mình mà làm tôi mọi cho người, thì giàu giỏi như Du Nhi, cũng chẳng phải hạng ta cho là hay. Đem tánh mình mà làm tôi mọi cho Ngũ Âm, thì giàu giỏi như Sư Khoáng, cũng chẳng phải hạng ta cho là tỏ tai. Đem tánh mình mà làm tôi mọi cho Ngũ Sắc, thì giàu giỏi như Ly Châu, cũng chẳng phải hạng cho ta là sáng mắt. Hạng ta cho là hay, không phải là chỉ về kẻ rành về nhân nghĩa đâu, mà là hạng của những kẻ hay về chỗ khéo giữ cái đức mình toàn vẹn thôi. Đức ở đây là bản tánh. Hết chú thích.